Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà lên, mời bà luôn á. Con lên đây con, bây giờ là vui rồi. Con đứng đây nha. Không khóc con, không khóc. Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ đã diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Em chào MC chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rồi. Em tên là Vũ Hồng Quang ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 36 tuổi ạ, quê Phú Thọ. Phú Thọ, mình hiện tại đang làm công việc gì? Em làm kỹ thuật viên bên điện, em làm ở bên Biên Hòa. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào 2005. Lâu rồi, 15, 16 năm rồi ha. À, bây giờ còn ai ngoài quê không em? Không ạ, mẹ em vào trong này, ở em trong này. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào anh Quang ạ, em tên là Nguyễn Ngọc Dung. Năm nay 35 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, em là khoa cấp cứu. Ồ, thì cái giờ giấc làm việc mình cũng hơi cực đúng không? Nó thất thường đúng không? Dạ đúng rồi, thì em làm theo ca. À, mình làm công việc này lâu chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nhưng mà em là cái cương vị là gì? Phòng cấp cứu. Điều dưỡng cực lắm phải không? Cực lắm chị. Cực lắm đúng rồi. Vậy là em sinh ra thành phố luôn, quê mình thành phố luôn. Và hiện tại thì gia đình sinh sống ở Hóc Môn. Ba mẹ sống Hóc Môn hết luôn. Ba mất rồi. À, em đang sống với mẹ luôn. À, sống với mẹ và ba chị. Ba người là nhà bốn gái luôn. Sáu chị em gái lận. Trời ơi, xuất sắc. Một chút xíu sơ bộ về thông tin cá nhân thôi. Bây giờ Quang, hiện tại mình cảm nhận rằng mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống nè? Nhược điểm của em là hơi nóng tính chút xíu thôi. Em tin Quang mà em nóng nữa em chích điện ta cho chết quá. Em ghét người giả dối ạ. Ưu điểm? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, chăm lo cho gia đình. Ừ. Có tật xấu gì nữa không? Em không ạ. Người không có tật xấu gì hết trơn hả? Wow, quá xuất sắc rồi. Thì Quyên tạm tin vậy đi, từ từ mình khai thác sau, mình tìm hiểu sau. Tin được không chị? Không biết à, cái này ta hỏi, ta trả lời cho chị cũng không biết à. Rồi, thế còn em thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Ừ. À, hát thì tạm nghe được, có sở thích thể thao như là xem bóng đá, bóng chuyền. Và có thể chơi cờ như là cờ tướng và cờ vua. Ừ. Còn điểm yếu của em là có thể hơi nóng tính. Hơi nếu như mình gặp người lạ thì phải khó tiếp xúc. Thân tình thì được đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Mấy mối tình rồi Quang? Ba mối tình ạ. Ba mối tình. Hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Vô mối tình chính thức nè. Mối tình chính thức mà đã bỏ hai bố con em. Ồ, em có cháu rồi. Cháu em bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. Con trai hay con gái? Con trai ạ. À, vậy là đã một lần kết hôn rồi. Dạ. Sống với nhau được bao nhiêu năm? 8 năm ạ. Ly dị bao lâu rồi? Em ly dị 5 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Cô không biết cô làm việc gì mà gia đình đã bỏ qua nhiều rồi. Bố em mất, em từ nhỏ mẹ em nuôi ba chị em mà cho nên em đã thiếu tình cảm bố rồi. Bây giờ muốn cho con không muốn thiếu tình cảm mẹ nữa, đã tha thứ trả nợ vừa cô còn bỏ đi. Bây giờ không biết cô đi đâu. Ủa, là vợ em đi mà không có nói lời từ biệt luôn. Hả? Ủa vậy thì ly dị sao? Ly dị chưa? Ly dị đơn phương ạ. Bố độc thân nuôi con thì có vất vả không em? Có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng có lúc mệt, có lúc mệt ạ. Có nội lo phải không? Bà có hỗ dạ, trợ đúng không? Dạ, mẹ em phụ giúp em. Rồi suốt từng ấy năm lý do sao em lại chưa tìm được một cái người khác? Em là đi làm xong tăng ca kiếm tiền về nuôi cháu, xong vừa về lại phụ giúp nhà cửa nữa, cũng không có thời gian. Rồi còn em thì sao ạ? Tính đến hiện tại thì chính thức là chỉ có một mối tình thôi. Quen nhau cũng cỡ được 3 năm. Sau đó chia tay vì em nhận ra là anh tính hơi cọc cằn. Mình cố gắng mình chấp nhận nhưng mà không được. Không được. Dạ. Nhưng em có ngại
lập gia đình với một người đàn ông đã từng gãy đổ và có một đứa con không? Chuyện đó thì em có suy nghĩ chứ, nhưng mà mình sẽ xem xét về vấn đề là về tính cách anh đó có đủ thuyết phục để mình nhân lúc hay không. Chứ còn thật sự cũng không phải là quá e ngại gì đúng không? Dạ. Ăn thua là con người thôi phải không? Giữa hai con người với nhau đúng không? Dạ. Rồi, em mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Lớn hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi, công việc ổn định. Bây giờ em sống với mẹ, mẹ em cũng cứ bệnh hoạn hoài à. Nên nếu mà hai đứa mà ở sống chung và sống chung á, thì nhà là phải ở đây. Tại vì nếu như mà mẹ em có chuyện gì em chạy về thì kịp. Đúng rồi, xúc động chứ. Cảm xúc của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Em chỉ mong muốn người sống ở thành phố Hồ Chí Minh để em có thể được gần mẹ. Dạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 75, 76. Mà mẹ sức khỏe không tốt hay sao? Dạ. Hiện tại là có ai đang sống cô, còn ba chị nữa mà. Thì có một chị là bây giờ là phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ. Còn tại vì em là ngành y tế á, vấn đề sức khỏe của mẹ á, thì em chăm sóc nó thuận tiện hơn. Ừ, chị hiểu rồi. Em đang ở Đồng Nai. Đồng Nai đoạn nào vậy em? Em chỗ vòng xoay Tam Hiệp ạ. À, Amata hả? Trung Vương, chỗ gần gần đó đúng không? Sự từ đây chạy xuống đó thì phải tầm một tiếng thôi. Giống như chị nói, tất cả các khó khăn nếu cho ta thực sự rung động thì vẫn giải quyết được. Nhưng mà đây là cái mong muốn của em là như vậy ha. Còn điều gì nữa không? Về ngoại hình hay về tính cách của một người đàn ông em cần điều gì? Hồi nãy vô chị vừa nói em là bạn nữ bên đây cao lắm thì em không biết anh bên đó có cao hay không. Em cao bao nhiêu? Em 1m67. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m63. Ờ, tại chị thấy em cao mà, con gái mà 1m63 là cao lắm rồi. Cao hổn thì. Cao hổn. Còn em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Hiền lành, chịu khó làm ăn, biết quan tâm gia đình và yêu thương em. Nhưng mà ví dụ như giờ bạn gái của mình đó là ở xa như vậy đó, thì em có thể sắp xếp cái điều kiện mà để thăm nom, để qua lại và để tìm hiểu nhau thì em nghĩ như thế nào? Có khó khăn lắm không? Không ạ, em sẽ thu xếp được ạ. Thật sự chị nói thiệt với em luôn, ngày xưa lúc chị còn trẻ là chị có trung tâm dạy nghề ở Biên Hòa, là cũng gần Tam Hiệp, chỗ bạn trai bên đây. Chị chạy xe Honda đi lên xuống mỗi ngày. Sáng chị ngủ dậy 6 giờ sáng chạy xuống dậy, 8 giờ chị dậy. Dậy xong chiều 5 giờ chạy về nhà. Tối vẫn đi chơi bình thường. Mà chị chạy đều đặn mấy năm trời. Cho nên chị nói thật với em, vì cái nhu cầu cuộc sống lúc đó là chị vì công việc, vì tiền, vì tình yêu nó còn mạnh hơn như vậy nữa. Cho nên thực sự cái chuyện đó chị thấy không có khó. Hai của mình về nhau thì sẽ đón mẹ về cùng luôn. Đó là sự chân thành của ảnh, tấm lòng của ảnh. Mình ghi nhận điều đó ha. Dạ. Mẹ ai cũng là mẹ thôi. Chị cũng rất là tôn trọng những cái người mà hiếu thảo. Rồi, cho chị coi tấm hình nè. Ok, bây giờ em hãy tìm đi ảnh ở trong đó đó. Còn cô gái này là ai đây? À, đây. Trời ơi. Đó, nhìn đi, có cổ ở trong đó. Rồi, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Một cô gái cao 1m63 có trong hai bức ảnh này. Cô ngồi giữa và ngồi. Hay đó. Em cảm nhận ảnh là ai? Nhiều quá chị ơi, nãy chị đưa em bển có ba người hả? Ừ, con thấy quá trời. Rồi, chúng ta hãy giữ nguyên và chúng ta hãy nhìn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình. Cái này cho vui thôi, mình đo cảm xúc mình tí xíu thôi mà. Rồi. Đương nhiên như em nói là ảnh đã chọn em là đúng, nhưng mà em chọn thì sai. Tại vì thật ra em đưa hình khó quá, mờ rồi mà em còn ngồi mà đông người nữa, người ta chọn không ra là đúng. Tặng em bó hoa. Em tặng anh. Chúc anh mỗi ngày là những niềm vui. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để chúng ta có thể vừa trò chuyện với nhau, thưởng thức một buổi ăn trưa với nhau thật là ý nghĩa. Xin mời hai bạn. Rồi, trang trí rất là bắt mắt. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đây là món cá thu nướng rơm Nhật Bản. Đó, đây của nhà hàng Fiumer, một món ăn rất đặc biệt. Mời hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời. Dạ, mời anh. Anh ăn món Nhật bao giờ chưa? Anh chưa. Sự món Nhật là đa số là cá không hả? Mẹ em bây giờ cũng khỏe. Mẹ em không có đi được, đi lại thì khó khăn lắm. Em ăn đi. Không thích ăn cá. Không thích ăn cá. Dạ. Bố em mất lâu chưa? 31, 5 năm rồi. Cái chuyện em bảo mẹ yếu thì lo mẹ thì
cũng sao anh cũng thiếu tình cảm bố lúc từ nhỏ rồi, bây giờ chỉ còn mẹ thôi, cho nên anh vẫn biết quan tâm mẹ, cho nên là em không phải lo cái chuyện đấy. Em thấy là không thể rồi đó, tại vì á nếu như mà lấy nhau á thì anh đi làm, em cũng đi làm, phải có một người túc trực ở nhà cho lo cho mẹ. Thuê người có sao đâu. Thuê người hả? Thuê người người ta chăm có bằng mình không? Thế em đi làm à? Nhưng mà em đi làm mà em chăm sóc mẹ đâu? Em làm theo ca mà, những lúc không có làm thì em ở nhà, thời điểm đó thì em chăm sóc. Nhưng mà thuốc thang gì thì em cũng biết. Dạ, mỗi lần lên huyết áp hay gì thì em biết cái thuốc gì đó em cho mẹ uống. Dạ. Em thì anh thấy nào? Anh thấy nào? Nếu như em chê thì có lọc lỗ tai không? Không, anh thích người nói thật lòng cả. Chưa nhận xét gì được đâu. Mới nói vài câu làm sao nhận xét được? Thế cho anh hỏi là quan điểm về tình yêu thì em nào? Về tình yêu thời buổi này thì không thể nào mà tú liều tranh hay quả tim vàng được. Cả hai cùng phấn đấu cho cuộc sống, cho gia đình. Rất muốn như em. Trời ơi, có hai miếng cá hả? Ông ăn đại một miếng bự cho tôi coi coi. Tôi thèm muốn chết, tôi không có ăn. Có rồi, ăn rồi mà còn nhín nữa. Với cái khoảng cách địa lý có rút lại được bớt cái e ngại đó chút nào chưa? Đường đến xuống em thì em không phải lo gì. Nhưng mà cổ chắc cổ cũng lo cái đường đâu. Nhưng mà cổ lo ví dụ mà có kết hôn rồi sống như sao đó. Mẹ em ấy, cũng giống như mẹ anh, cái đó không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà anh cứ thích tưởng tính thật. Có chuyện gì hai vợ chồng nhỏ hoặc lớn gì thì đều nói chuyện với nhau. Rồi, có thể là như vậy, nhưng anh này rất có lòng. Thôi bây giờ mình hỏi phụ huynh đi. Vì hôm nay là ảnh đi là có mẹ đi theo nữa. Hỏi thử xem cái khó này mẹ anh có thể có phương án nào giải quyết không ạ? Dạ con mời cô ạ. Em hôm nay đi với ai? Dạ em đi với bạn. Bạn, rồi mời bạn em vào luôn nhé. Mời em. Dạ. Trời ơi, 11 tuổi bà đô dữ ha, bà nội nuôi tôi bọn ngon lành rồi nha. Ứng dụng NetLab sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLab, kết nối yêu thương. Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Đúng rồi con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không? Sao vậy? Sao vậy? Nói cho cô Tường nghe coi. Sao nè? Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Rồi cô Tường hiểu rồi. Bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con. Con vui không? Không có. Rồi giờ con nói gì với bố nè. Bố ơi, bố cố lên nè. Làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi, cố lên lấy mẹ về cho con. Trời, con kêu bố cố lên thì con phải sung lên. Đúng con. Thương quá à, thương quá. Rồi. Rồi, thôi đứng đây với cô Tường, đứng đây với cô Tường. Dạ thưa bác, bác nãy giờ bác lắng nghe câu chuyện của cả hai bạn thì bác có suy nghĩ thế nào ạ? Có xin các trường với hả? Đây là cháu mẹ và cháu Quang. Thì cháu đúng là nghĩ bố cháu nó sớm mới kiểu nghĩ khổ nó lấy cô vợ thì về đúng là cũng chiều mấy lắm, chả để ý chứ cái gì cả. Đúng rồi. Thế cái thì rỡ ra thì đúng là cũng giả nợ nần, thế là tự nhiên bỏ đi. Nghĩ thương cháu, thế cũng lúc mãi bỏ lấy vợ. Rửa chán chả lấy vợ. Tốt tử tế thế mà tự nhiên bỏ. Thế hôm nay bác nhìn thấy cháu gái bên này thì bác có nhận xét gì không ạ? Có, nhìn thấy cô bên này trông hiền lành và trông xinh. Thế thì cơ được thì thầy làm dâu và bác đồng ý. Em nói với bác một câu đi. Nói chung là tính em không có sợ lỡ nhiều á. Gặp người lạ nè, em nói với chị rồi, gặp người lạ em nhát. Thế là bây giờ nói chuyện với người lớn ngại, bây giờ nói chuyện với cháu nè. Con tới con chào cô nè. Rồi con
Rồi hỏi thăm bé vài câu thì chắc là ok nè. Chắc chắn thế nào con cũng có mẹ mà ha. Rồi cảm ơn con. Rồi hồi nãy giờ em đứng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cảm đứng đây với nội nha. Thì em thấy như thế nào? Con em thấy thì hoàn cảnh của anh với lại nội với lại bé thì đáng thương. Em thì thấy thông cảm cho gia đình của anh. Rồi em thấy anh thì cũng hiền, cũng vui vẻ, có là người của gia đình, cũng yêu thương vợ con. Thì cái hoàn cảnh của anh thì thấy là anh đúng là người chồng tốt đó. Nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa cho nên là họ mới gặp những cái sự cố như vậy. Còn riêng đối với chị Dung á, em là đồng nghiệp với chị Dung á, thì em thấy chị Dung á, tuy là chị Dung thì có hơi khó tính, nhưng mà cái khó tính đó thì lại là cái ưu điểm của chị. Có nghĩa là cái gì chị cũng cần cái sự hoàn hảo, nhưng mà chị lại là người là gần như là cái gì cũng biết hết. Không biết là anh á, họ ứng dụng mà anh mà có việc làm mà ở trong thành phố mà anh kiếm được đi, anh kiếm được thì em nghĩ là anh có thể làm việc ở trong thành phố. Phố để có thể là ví dụ một cái nhà riêng để ở trong thành phố để chị có thể đi làm cho thành phố, rồi anh cũng đi làm thành phố. Chị Dung thì là mẹ chị đang bận nữa, mà nhà chị thì chỉ có mỗi chị Dung mà có thể chăm lo được cho mẹ chị. Thì em nghĩ là nếu anh thương á thì em nghĩ là anh sẽ cố gắng tìm cách là cho chị Dung ở gần mẹ thì nó ok hơn. Còn việc mà có thể không mua được nhà thì có thể ở với nhà chị Dung, hoặc là có thể ở một cái nhà chung cư. Hoặc đó cũng là một cái phương án. Ví dụ vậy. Thí dụ bây giờ ảnh vẫn làm công việc ảnh ở dưới, vì anh đây cũng có bà, có cháu. Bác, nãy giờ bác nghe con chia sẻ không bác? Ví dụ giờ nè, bác có thể nào hỗ trợ, ví dụ như là bây giờ cặp đôi này yêu nhau thì giờ lấy nhau, mà hoàn cảnh mẹ bằng Dung thì là như vậy, nên là cũng đứa con có hiếu thì mình cũng trân quý, đúng không bác? Bây giờ em chịu khó, em là người chạy đi chạy về được không? Trong cái thời gian này phải để lo cho mẹ hai bên, được không? Đúng được. Không? Hiện tại có cái phương án đó là tốt nhất thôi hà. Hãy đón bà sang ở với hai bà xui ở nhau. Đón bà là hai bà xui ở nhau. Thật ra chị nói thật sự luôn. Mình nói đây mình bàn, mình nói nhưng mà làm khó các, không phải làm khó các bạn, nhưng mà mở ra những cái hướng. Và chị tin nếu như thật sự hai bạn có cảm xúc với nhau thì mọi khó khăn đều giải quyết được hết. Mới gặp mà mình phải cần có thời gian để mình nuôi cái tình yêu mình, nếu nó chín mùi tự khắc chúng ta sẽ có phương án giải quyết. Rồi cảm ơn em. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con cảm ơn con nha. Cười tươi lên để cho ba lấy vợ nha con. Trời ơi thương quá, tôi chịu trách nhiệm với cặp đôi này quá. Thôi bây giờ như thế này, hai bạn nắm tay nhau một cái được không? Chị muốn một cái cảm nhận cuối nữa trước khi chúng ta kết thúc. Hai bạn nhìn nhau 30 giây thôi. Rồi cảm ơn hai bạn. Khi mà mai mối cho những cặp đôi như thế này thì thật sự Tường rất là nhiều cảm xúc. Nãy giờ Tường cũng không muốn làm cho bé trai buồn. Vâng, con nên lấy mẹ về cho con. Nhưng thật ra Tường cũng rất là cảm động khi mà nghe những cái lời nói của một đứa nhỏ như vậy. Thường thì chị chỉ thấy chị cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, nhưng mà tự nhiên thằng nhỏ nó làm chị rất là xúc động. Nhưng mà cũng không phải vì cái sự xúc động của một cái đứa nhỏ mà mình lại đưa ra cái quyết định không đúng. Em không phải bị áp lực và không chịu bất cứ một cái điều gì về cái áp lực đó hết. Chị mong muốn hai bạn đưa ra cảm xúc bằng thật từ trái tim của mình, suy nghĩ của mình là mình có muốn kết đôi với nhau và cho nhau cơ hội hay không. Mời hai bạn nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Em ơi ấn mạnh lại giùm chị. Rồi, cũng qua đi em. Thật là vui, thật sự Tường rất là vui luôn. Không biết hai bạn hạnh phúc được bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, nhưng Tường vui lắm. Hồi nãy thời Tường nói thật sự luôn là Tường kềm đó quý vị. Tại vì cái phim trường mình quay nó cũng nhỏ thôi. Từ đầu chương trình Tường ngồi đây Tường trò chuyện với bạn trai, nhưng mà Tường đã thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn trai ở ngoài, là Tường cũng đã cố kềm cái cảm xúc rồi. Bởi vì Tường không muốn đôi lúc có những cái giọt nước mắt nó không đúng lúc, nó làm thay đổi cái suy nghĩ của người khác. Thật sự chị nghĩ là chị sợ em không bấm nút. Chị nói thật lòng, chị sợ em không bấm nút. Tại vì chị sợ em ngại. Nói thật sự nó quá nhiều cái khó khăn. Đã một bạn trai đã gãy đổ, đã có con riêng, trong khi em là chưa lập gia đình lần nào, mà đã vậy còn cái khoảng cách địa lý thì xa nữa. Chị rất sợ là em không đồng ý, nhưng mà nếu chị im lặng, chị không tác động vào thì chị lại cảm thấy nó áy náy, nó cắn rứt. Nhưng mà chị sợ chị tác động nhiều quá, ví dụ như chị khóc hay là chị
thể hiện nhiều tình cảm quá với bên này thì chị sợ em lại cảm thấy áy náy và em bấm nút, nhưng mà thật tâm em không có tình cảm. Và bây giờ em bấm nút thì chị không hiểu là vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng trước tiên chị rất trân trọng em vì chị đánh giá em là một người rất nhân hậu, một người sống rất tình cảm. Đó là cái mà chị cảm nhận lúc này. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật sự có ý nghĩa. Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà luôn, mời bà luôn. Con lên đây con, bây giờ là vui rồi, còn đứng đây nha. Thôi không khóc con, không khóc. Sao con? Đều vui rồi, ba con này, có bạn gái rồi, ba con có mẹ tương lai rồi nè. Có mẹ rồi, không khóc nữa nha. À, kính thưa quý vị, đôi lúc trong cuộc sống à, thôi đây em qua đứng chính giữa đi, con đứng chính giữa nha. Con đứng chính giữa đi, cặp đôi này nó phá lệ đi dạ. À, rất là xúc động đúng không quý vị? Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ đã diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Với cái ngày vui hôm nay được ghi lại và cái điều mà trong sâu thẳm Tường vẫn mong muốn, bạn trai phải cố gắng hết sức để mà nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ giữ được. Nha. Phát chương trình nói với bạn gái tức là không phải lo cái chuyện mẹ chứ gì cả. Anh cam đoan cái đó. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình đã hôm nay đến ủng hộ ạ. Dạ vâng. Từ trước đến giờ khi mà Tường làm cái chương trình Hẹn Ăn Trưa, có thể đây là cái số mà làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhiều nhất. Luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Quý vị thấy đó, ngày hôm nay đã có những kết quả tốt đẹp như thế này. Chúng ta hãy tự tin lên vào cuộc đời, vào một ngày mai thật là tươi đẹp quý vị nhé. Chị sẽ gửi tặng em gái một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ. Rồi gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Em rất vui bạn gái đã đồng ý nói với em. Về hoàn cảnh của anh, em thấy cảm thông và chút xíu nào đó chân thật qua lời nói. Mình nhắn lúc và cho đối phương cũng như mình một cơ hội để tìm hiểu. Anh rất là con mẹ, mà con mẹ bỏ hai bố con đi. Chợ 2 km. Đây là qua ở trung tâm giữa đất Trọng và Đà Lạt, là khoảng nằm ở giữa. Từ nhà em lên Đà Lạt cũng 20 khoảng 22 cây, mà từ nhà em ra Đức Trọng khoảng 22 đến 25 cây. Chúng em ở trung tâm giữa. Nên Đà Lạt cũng ngang, quãng đường cũng ngang nhau. Nên Đức Trọng. Vậy là cái mong muốn của em sau này là như nào? Khi quen một người bạn trai khác. Em muốn quen một người bạn trai, nói chung là cũng tương đối một chút, có điều kiện chút, rồi là biết lo cho vợ con. Thứ ba nữa là chung là sống chân thành, thật thà, không rượu chè cờ bạc nữa. Còn gì nữa, còn mong muốn gì nữa không? Mong muốn thì nhiều lắm, nhưng mà mình phải biết mình ở vị trí nào. Không gì thì đó, đấy là mình cái tiêu chí của trong của mình á, gọi là cả tiêu chí trong của mình, trong khả năng của mình. Là cũng chỉ có những cái điểm là thứ nhất là lo cho vợ cho con, thứ hai điều kiện kinh tế có một chút, là biết đỡ đần giúp đỡ vợ con. Thứ ba nữa là sống chân thành, không dối trá, biết lo liệu cho gia đình. Thế có ngại cái chuyện đi làm dâu không? Nói chung là ngại thì cũng ngại thôi, nhưng mà khi mà tình yêu mà thật sự thì tất cả đều em có thể vượt qua hết. Em có thể là đủ khả năng, đủ bản lãnh để làm tất cả mọi chuyện. Em thì yếu đuối thì yếu thối, nhưng mà cũng có điểm mạnh. Thôi, mời anh đi. Vâng, mời anh. Em làm về cái
thời gian rảnh là thường khi nào? Em hả? Thời gian của em nó không cố định. Hôm nào sáng trưa chiều tối thì rảnh lại một chút. Còn hôm nào bận công việc thì mình nghỉ. Hôm nào làm việc thì mình cũng làm việc tự do. Nói chung thời gian có thể mình vẫn sắp xếp được. Đúng rồi, thời gian là do mình hết, do mình chủ động. Chứ cũng không nhất thiết là thứ thứ bảy chủ nhật gì đúng không? Đúng rồi, chúng mình làm công việc tự do mà. Ở đây em chia sẻ là công việc chính của em là làm gì nhỉ? Buôn bán, em buôn bán. Buôn bán, buôn bán hàng nông sản. Hàng nông sản. Cái đó mình đi được lấy hàng ở xa không? Chúng làm cũng tùy. Mà xa nhất thì cũng nó khoảng tầm 5-6 km. 10 km tùy theo. Rồi về mình đổ cho chỗ đó luôn hả? Đổ vựa luôn. Vậy là công việc đã ổn định đúng không? Dạ. Công việc ổn định đúng không? Nói chung là với em thì công việc tự do nhưng mà chịu khó thì lúc nào cũng ổn định. Vậy còn hai đứa nhỏ kia giờ còn học không? Một cháu đang học lớp 11, một cháu thì đi làm rồi. Còn anh làm nghề gì? Anh làm nghề sửa xe Honda. Công việc cái này là công việc chính. Còn mấy công việc phụ thì không có. Tại vì Honda là làm từ sáng đến chiều rồi, chẳng không có thời gian để làm việc khác. Mà nếu có bữa nào mà ví dụ mình nghỉ không làm thì ở nhà ví dụ mình làm việc phụ trong nhà thôi. Nhà anh ở đâu? Anh ở huyện Bảo Lâm, xã thì xã Lộc An. À, qua Đức Trọng đúng không? Xã Lộc An là xuống dưới này nè, xuống gần Bảo Lộc, xuống gần Bảo Lộc đúng rồi. Cách xuống nhà anh trước, từ nhà anh xuống Bảo Lộc 10 cây nữa. Đó nằm trên. Giáp anh với Duy Linh. Cũng tính gần mà, từ em xuống đấy chắc tầm hơn 200 km. Không có 200 km à, hơn 200 à? Tính từ em ở Lâm Ban đúng không? Lâm Ban, từ Lâm Ban ra Lâm Hà 2 cây. Thì tính từ chỗ... Từ Lâm Ban ra Lâm Hà là khoảng 25 cây chứ. Ra chợ, em ở ra chỗ chợ. Ra chợ Lâm Ban á, chợ Lâm Ban là 2 km. Còn ra Lâm Hà khoảng 25 km. 25 à, vậy thì cỡ khoảng 100 cây. 100 cây hả? Ừ, tính ra khoảng 100 cây. Tại chợ Lâm Hà anh cũng có đi mấy lượt rồi, lên mấy lần rồi. Em cũng hay đi chợ Đức Trọng, Lâm Hà lắm. Cũng hay đi. Nhà anh có vườn đất gì không? Không, trước kia anh... Trước không á. Trước kia thì anh cũng có làm vườn cà phê đó. Nhưng mà cuối cùng không có người làm. Anh bán vườn đi chuyển sang đầu tư. Thì bây giờ chỉ có làm xe với đầu tư thôi chứ còn không có làm vườn. Chỉ sửa chữa thôi hả anh? Đúng rồi. Em ăn đi. Vậy buổi tối em có làm gì không? Tối thì em cũng rảnh à? À, thường rảnh buổi tối nhiều hơn đúng không? Trong hôm nào mà bận nhất thì còn tầm khoảng 5 rưỡi tối, 6 giờ tối. Nó cũng rảnh. Đấy, mình còn công việc tự do mà. Buổi trưa thì có hôm thì cũng rảnh buổi trưa nhưng có hôm thì cũng bận. Ba mẹ gần đó hả? Thôi. Ba mẹ em gần đó. Ba mẹ em gần đấy. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Ba năm nay sáu... Cháu hai. Vậy vẫn còn khỏe mà. Mẹ 63 là sao? Không nhớ rõ lắm, thì hiếu ông mang. Thôi cái biết sao mấy nữa. Vậy ngoài cái kinh doanh đó là cái em có ấy không? Có làm thêm gì nữa không? Hay là một cái những công em việc chỉ có đi làm kinh doanh đấy thôi, buôn bán đấy thôi. Chăn nuôi thêm. Có chăn nuôi hả? À, chăn nuôi, nuôi gà mình nuôi gà thôi, còn đi chợ nuôi gà đông tạo cũng được, không có giá trước mà. Thì nuôi tầm nhưng mà bây giờ không nuôi nữa. À, giờ nuôi gà kia. Mới nuôi người thôi. Vậy là cũng nhiều rồi. Chung là làm cũng không có thời gian nghỉ mấy. Một mình mà làm nhiều vậy là cũng nhiều việc rồi. Nhiều việc, không thời gian nghỉ mấy. Vậy bây giờ là phải kiếm thêm người nữa để làm phụ. Mình phải lo cho con nên là mình phải dành thời gian. Tất nhiên là cũng vẫn dành cho con nhưng mà cái nào nó không có thời gian nhiều. Mình dành cái thời gian kiếm tiền nhiều hơn.
Nhưng cái là cái con lớn rồi giờ cũng khỏe rồi. Chung bây giờ con lớn rồi thì nó cũng đỡ nhiều. Thôi mình đi đâu là con cái nó cũng tự lo được. Ăn uống là tự lo. Có cái mình đi, thế rồi đi đâu, đi trong ngày thôi chứ đi vài ngày đâu được. Nói chung là tùy theo, nếu mà thích thì cũng vẫn có thể đi vài ngày. Nếu mà dài dụ đi là vẫn đi vài ngày. Thì sợ đi vài ngày mất lại mất mối. Trời, nói vụ gì mà vui vậy? Vụ gì mà vui vậy? Bây giờ nói chuyện nhau cảm thấy nó thoải mái hơn chưa? Nói chung là cũng trao đổi để hiểu nhau thêm chị. Mà thật sự bây giờ mà để mà tìm hiểu một con người đó nghe là phải mất cả một cái thời gian dài lắm chị ạ. Đúng không rồi. Phải nói chuyện vài ba câu mà có thể biết được nhau. Vài ba câu là chỉ để cảm nhận xem cái đối phương này có thể có phù hợp được với mình. Vâng. Để nhắm coi là mình có cho cái cơ hội để mà mình tìm hiểu hay không. Vâng. Còn thật sự mà muốn ở với nhau, muốn về chung một nhà thì là các bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Ôi, tôi ngồi hoài mà tôi không thấy ai bóc mấy cái lá bài này nãy giờ qua em cũng quen luôn. Rồi bây giờ từng một nè, bây giờ anh hỏi trước đi, đọc lớn lên là hai cả hai cùng trò chuyện. Rồi chuyện làm dâu em có sợ không vì anh đang chăm sóc mẹ già? Em thì cũng hơi ngại chuyện làm dâu, nhưng mà nói chung là cái quan điểm của em thì nếu như yêu nhau thì mình có thể mình vượt qua tất. Tất cả là tình yêu là vượt qua tất cả, bất cứ một cái thứ gì. Bản thân em cũng thế thôi. Khi mà ly hôn chồng thì em cũng vất vả nhiều lắm, cực nhiều lắm, nhưng mà em cũng có thể là vượt qua được tất cả. Nhiều khi sống trong nước mắt nhưng mà mình có thể vẫn vượt qua bằng cái gọi là cái nỗ lực, bằng cái chính con người mình, đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Rồi câu thứ hai thì điều em mong muốn tài sản như thế nào là đủ? Nói chung là cũng tài sản tiền bạc thì chả biết sao cho đủ. Nhưng cái điều quan trọng là mình biết như thế nào để cho hài hòa, phù hợp với chính bản thân mình. Mình biết mình đứng ở vị trí nào. Chứ còn tiền bạc nói ra thì ai cũng thế thôi, con người nào cũng vậy thôi, cũng chả biết thế nào cho đủ, chả biết thế nào cho nó vừa. Với em thì tất nhiên em cũng không quá ham, quá gọi là giàu sang quá. Nhưng mà có thể lo được cuộc sống cho hai bên là có thể là đủ. Giàu thì ai cũng muốn rồi, nhưng mình phải biết mình ở cái vị trí nào. Rồi, tới phiên em. Đọc lại những câu đó chậm. Nuôi dạy con không phải của riêng mình, anh nghĩ thế nào? Anh ngại nhất điều gì? Tức là nuôi dạy con không phải là của riêng của anh ấy, thì anh nghĩ như thế nào? Ý là dạy con không phải chỉ của riêng anh hả? Nuôi dạy con không phải của mình, anh nghĩ sao? À, đọc cho rõ rồi. Nuôi dạy con mà không phải con của anh thì anh nghĩ sao? Ý là cổ có hai con riêng rồi đó, thì giờ anh nghĩ sao về cái việc nuôi dạy con mà không phải con của mình? Thì cái chuyện nuôi dạy con ấy thì thứ nhất là con em sinh ra với hai nó ở em từ bé, thì em sẽ là người hiểu rõ hai đứa nhất. Anh thì ví dụ như anh sau này, ví dụ anh có duyên đi đúng không, thì anh cũng chỉ là góp ý một phần hoặc đóng góp phần nào đó thôi, chứ còn cái chuyện mà gọi là em dạy con thì vẫn là em. Với lại thật ra cái đó là khi mà con nó còn bé kìa. Bây giờ nó lớn, nó định hình luôn rồi, rồi nó sắp sửa ra riêng luôn rồi, còn đâu nữa đâu mà. Cho nên là cũng không có quan trọng lắm đâu. Ngay cả bên đây mẹ già cũng vậy nữa. Mẹ già nhìn con giờ này chưa lấy vợ sốt ruột gần chết, con lấy vợ là mừng muốn chết rồi. Với lại thời buổi giờ có mẹ chồng nàng dâu rồi gì nữa đâu. Người già hay trẻ em gì cũng vậy á, cứ việc là cơm nước đầy đủ, yêu thương chăm sóc là vui rồi. Là ba mẹ cũng vui rồi mà con cái cũng vui rồi. Còn câu gì nữa mà, phải không? Theo anh có bao nhiêu con là đủ? Theo bao nhiêu con được thì nói chung là càng đông thì càng vui. Nhưng vẫn mấu chốt là cái kinh tế của mình, đây là khả năng của mình đến đâu thì mình sinh đến đó. Chứ cũng không biết thế nào là đủ. Bây giờ và theo như trường hợp cụ thể của anh thì giờ anh muốn là có mấy con? Một hoặc hai là được. Rồi hiện tại là tình hình điều kiện kinh tế của mình như thế nào? Mình một, hai nữa là mình nhắm mình, ví dụ như giờ hai con rồi, có đủ điều kiện kinh tế để lo không? Thì đó, tại em mới nói là do kinh tế của mình, nếu mình cả đang đủ hai, nuôi được hai thì mình sinh hai, mà nếu mà không nuôi được hai thì mình sinh một. Đó nghĩa là không cần quá nhiều, dạ, miễn là mình chất lượng. Đúng rồi. Nuôi con cho nó chất lượng. Không nhất thiết phải sinh nhiều. Mình cứ làm sao mà đủ khả năng là được. Thế làm sao mà cho nó đầy đủ một chút, đừng để thiếu thốn.
rồi không những khổ mình rồi khổ cả con. Mà so với thiên hạ thua thiệt nhiều quá mình cũng thấy cũng tội. Có thì tự mình điều chỉnh lại thôi. Rồi nhà mẹ có đưa ra yêu cầu gì khi tìm con dâu không? Mẹ có dặn dò gì không? Hôm có. Nay mẹ biết tham gia chương trình không? Có, hôm qua con nói mới tối hôm qua mới nói mẹ biết. Kêu ở đi thì thôi cố gắng nhé. Cố gắng nhé. Mẹ là năm nay bao nhiêu? Dạ 81 rồi. 81 rồi. Dạ. Ủa nhà đông anh chị em không mà sao mẹ lớn tuổi vậy? Bốn chị em. Dạ. Anh là thứ mấy? Em là thứ ba. Thứ ba. Dạ. Ồ mẹ lớn tuổi quá ha. Dạ. Với Tường là lớn hơn tới lớn hơn Tuyến 1 tuổi. Dạ. Này sinh 78 phải không? Dạ, sinh 78. Tường sinh 77 và mẹ mới 70 à. Ở đây mẹ tám mấy là mẹ sinh nhiều con à. Mẹ sinh mẹ lớn à. Dạ. Hôm nay mình đi hai bạn đi có người thân đi theo không? Em không. Em đi có mình. Em đi với chị gái. Chị ruột hả? Dạ. Chị thứ mấy? Chị thứ hai. Chị thứ hai. Rồi. Đó, rồi chào chị. Rồi, rồi chị hai đồng tiền chị... đẹp quá trời ha. Chị hai là chị hai là năm nay nhiêu tuổi? Em 50 ạ. 50 là gia đình ở mình cũng ở cái gần dưới Tiến luôn. Cách nhau mấy cây số rồi. Dạ. Dạ dạ. Rồi suy nghĩ của chị về em trai như thế nào? Đó, bây giờ 45 tuổi chưa vợ đó, hôm nay ôi là giời ơi, chị thì ngày nào cũng thế, mẹ ngày nào cũng vậy. Dạ. Ngày xưa còn bố thì cũng thế, cứ suốt ngày hối là tao với mẹ mày già rồi. Bây giờ mày lớn tuổi rồi thì lo mày lấy vợ lấy con đi. Cũng sau này tao già rồi đấy, nhắm mắt cũng không yên. Nói vậy nhưng mà nói hoài rồi như kiểu cũng là cái duyên, cũng là cái số gì ạ. Cứ ấy đây rồi cứ tìm hiểu rồi chẳng biết là ra thì lại thôi. Dạ. Thế nên là mẹ với lại nói chung là chị với em đều là mong muốn làm sao mà đi kiếm được người làm cảm thấy mà mình cảm thấy được là được. Chứ còn cũng không kỹ đâu, tuổi lớn rồi, mẹ thì già rồi cũng mong là có thứ cháu. Dạ. Nếu nó là thứ mấy nhưng lại trai nó là trưởng. Dạ. Dạ. Thế cho nên là bà cũng mong có thứ cháu nội. Dạ. Thật là như vậy, cho nên rất là mong. Vậy là hai chị gái đầu. Hai chị gái đầu, sau đến nó, sau đến là con trai nữa. Dạ. Hai đầu, hai trai cuối. Hai. Dạ. Thì hôm nay cảm xúc của chị nãy giờ ngồi theo dõi câu chuyện của hai bạn trên đây thì hai em thì chị thấy như thế nào? Thì nếu mà nói về em trai thì mình trước ha. Dạ. Thì nếu mà nói về em thì nói ra thì bảo là khen. Nhưng mà nếu mà thời giờ mà kiếm được người như nó thì cũng hơi hiếm. Có thể tứ đổ thường là không có gì hết, chỉ biết làm, biết ăn thôi. Nói chung là sống bốn chị em, nói chung gia đình sống tình cảm lắm. Nói về tình cảm chứ không nói về vật chất hay là cái này cái kia. Còn nói về bạn nữ bên kia thì nói chung là cùng phụ nữ với nhau thì em rất là thông cảm. Phải nói là rất là thông cảm, chính bản thân em ấy cũng khổ. Thế nhưng mà ý là cũng nó chưa thôi, chứ còn cũng không biết là đến cuối đời mình như thế nào. Nhưng mà em thông cảm được với bạn nữ bên kia, chẳng ai mong muốn cái điều kiện hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thì ý là em cũng thông cảm. Còn nếu mà hai đứa mà cứ tìm hiểu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu được, nếu mà đến thì gia đình em cũng chấp nhận, chứ không có ý kiến gì hết. Nói chung là vậy. Còn nó là con trưởng thì chắc chắn là phải sinh rồi, ý là như vậy. Chứ là đấy là thứ nhất. Thứ hai là còn mẹ già, chỉ có hai mẹ con thôi, thì chắc chắn nếu như mới sau này mà nếu mà hai đứa tới với nhau được ấy, thì chắc chắn em phải làm dâu. Mẹ ông già rồi, sống bao nhiêu đứa, sau này mẹ mất đi thì cũng của hai đứa. Đấy, nói chung là như vậy. Còn con cái thì thế thôi, em có con thì con lớn rồi, cái thứ nhất ông chẳng phải lo cho nó lắm. Nhưng mà cái chuyện nuôi dạy như hồi nãy em nói đó, em nghe đó, thì cái chủ yếu là cũng phải là em. Còn đây chỉ gọi là ấy thêm thôi. Còn sau này con của hai đứa thì nó mới dám như vậy. Dạ. Chứ còn em cũng không có ý kiến gì. Dạ. Chứ mong làm sao cho hai đứa có cơ hội với nhau. Thì cũng mong ra bây giờ nó nói tuổi này mà khó lắm, mình cũng mong đấy. Sao cho có cái mong cơ hội. Mong lắm. Mong lắm. Ý là cứ mong, cứ biết sao ai cũng được, mày cứ lên mày cứ bấm. Trời ai cũng được lắm. Hồn ý nó mong lên mức độ vậy đấy. Xong mà chị cứ nói vậy chứ mong, còn đối phương đấy chứ họ có chịu mình không. Cứ nói vậy. Đó thì giờ chịu dạ. Mình không thì cũng ăn thua mình nữa. Thật dạ, ra là đấy. Mình cũng phải thể hiện. Nói chung là Đôi bên á, là về ý là khi yêu thì cái gì màu hồng chị ạ. Thế nên lúc lấy nhau về thì lại lộ ra cái nào cái kia. Thì thôi mỗi bên cái tôi là bỏ xuống một chút. Đấy, ý em nói là như thế. Rồi cũng như em ấy cũng một lần đổ vỡ rồi em cũng rút được nhiều kinh nghiệm đúng không? Thì ý chị nói là như vậy thì thôi thì mỗi người bỏ qua đi một tí thì sẽ cái gì đó cũng đến đơm hoa để sẽ kết trái. Dạ. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị nha. Yeah, yeah. Ý kiến của chị cũng để cho hai bạn suy nghĩ thêm. Yeah, đây. Cảm ơn chị. Yeah. Thì cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, yeah, em cũng mong như vậy đây, đang cố gắng đây. Em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mình theo dõi tiếp nha. Rồi còn bây giờ thì chị hỏi ý kiến của Bích trước ha. Mà nãy giờ trò chuyện mặc dù không nhiều nhưng mà cũng nửa tiếng là cũng là hùm được, cũng biết được. Thì theo như Bích đến hiện tại phút này thì Bích cảm nhận như thế nào? Hay là có nhận xét gì về anh Tuyến? Đúng, anh Tuyến thì cũng hiền,
hiền hậu mà cũng chịu khó, sống cũng tình cảm. Nói chung là cái tầm tuổi này mà ở chăm mẹ già, ngày xưa đấy vợ lo cho mẹ già là cũng tình cảm, chịu khó, ngoan ngoãn. Chung đàn ông mà thời buổi này bây giờ mà kiếm được mấy người này cũng hơi hiếm. Nhưng mà đối với bản thân mình thì thấy là nó còn những cái gì mà nó, đối với mình cảm thấy nó chưa phù hợp hay nó còn khó khăn cần phải là cân nhắc thêm hay tìm hiểu thêm không? Nói chung là cái cuộc sống thì có sống với nhau thì mới nó có, mới có những cái mà mình để mà mình nó mới lòi ra, mới biết. Lòi ra mình mới có thể lúc đấy mình sửa chữa được. Còn bây giờ thì mình cũng không thể nói trước được điều gì chị ạ. Vì vậy cho nên là mình có muốn đến được với nhau thì đó cũng là phải là có thời gian để mình chia sẻ lẫn nhau. Còn bây giờ để mà nói mà hiểu thì chắc chắn là cũng 10 phần thì chắc cũng chỉ hiểu được 2 phần thôi. Đúng rồi. Thế cho nên là mình phải có thời gian. Và cái quan trọng nhất là sống nó phải hiểu và thông cảm chia sẻ cho nhau. Còn nếu như mà sống mà không cảm không chia sẻ cho nhau thì nó rất là khó. Thế còn anh Tuyến, nãy giờ cũng nói chuyện với Bích thì anh cảm nhận như thế nào? Thì em thấy là nói chung là một tay phụ nữ mà nuôi hai đứa con thì như vậy thì em thấy là cũng khá là mạnh mẽ và giỏi. Người cũng là đảm đang, người phụ nữ đảm đang, khéo. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn 30 giây cuối cùng là 30 giây để mà đo cái cảm xúc nha, để cảm nhận được. Bây giờ mời anh Tuyến đứng lên qua bên này, rồi mời Bích đứng lên. Hai bạn nắm tay nhau 30 giây, nhìn thẳng vào nhau để mình xem mình có cái rung động, có cái cảm xúc gì với nhau hay không. Rồi hai bên muốn nói với nhau điều gì nữa thì mình nói một vài câu cuối cùng rồi mình trở về chỗ, mình sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Rồi mời anh đứng lên. Đứng lên để còn coi bước ra đây cưng. Xứng đáng hôn rồi. Đây là đứng dậy là qua cái mông. Đây, đứng dài đó. Rồi xin nắm tay cổ đi. Rồi mình nào nói chuyện gì đó 30 giây nha. Mời hai bạn. Em cảm nhận với anh sao? Dạ. Cảm nhận với anh sao? Chung cũng bình thường. Còn anh thế nào? Anh thì thấy rung mà hồi hộp. Dạ, hồi hộp. Vì này cũng ít khi mà gọi là được nắm tay phụ nữ. Ở nay được nắm này mình cảm thấy là rất là hồi hộp. Rung đúng không? Rung, đúng rồi. Còn nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì mình cho nhau cơ hội. Tại vì thời gian trên đây nó không có nhiều, vâng, đúng không? Mình sẽ không tìm hiểu được mấy. Vâng. Mình cho nhau cơ hội rồi mình tìm hiểu nhau về sau, về lâu về dài. Vâng. Rồi, rồi. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, cô ngại mà cô, người thì ngại lần đầu nắm tay con gái, người thì không nhìn mặt vô người ta. Ủa, lần đầu tiên nắm tay phụ nữ phải không? Dạ, không phải lần đầu, ít được. Lần đầu mười mấy năm, đúng không? Dạ, lâu rồi. Cả chục năm rồi. Rồi, thì đó là chị Tường cũng dành cho các bạn đi thời gian ha. Mình trò chuyện, mình nghe ý kiến người thân rồi. Mình cũng có là nắm tay nhau để cảm xúc như vậy rồi. Thì bây giờ là mình phải đưa ra quyết định. Trước khi các bạn đưa ra quyết định thì Tường vẫn nói một câu như thế này. Để tìm một cái người đồng hành với mình rất khó. Đúng, chính rất xác, là chuẩn khó chị ạ. Rất là khó. Chính vì nó quá khó nên mình phải cho bản thân mình cái cơ hội. Vâng. Cho mình một bản thân tuổi trẻ đó, người ta có lầm lỡ người ta còn thời gian, người ta làm lại, người ta còn nhiều cơ hội lắm. Còn như mình á, càng ngày thời gian càng trôi qua, cái cơ hội mình nó càng khép lại. Thì mình đừng cần ngại gì cả. Cũng bây giờ tuổi này của mình là mình tự quyết định cuộc đời mình, cũng ai phán xét mình cái gì, không ai nhận xét mình này kia. Nếu chị mình làm theo ý mình thôi, thích bấm cho nhau cơ hội tìm hiểu không được chia tay. Còn cảm thấy không thích có quyền không bấm, không có gì mà phải lịch sự. Tôi lên chương trình nên tôi lịch sự tôi phải bấm, cũng không phải. Nhưng nếu mình có một chút rung động hay là mình muốn đây cũng là một cơ hội mình thử đi thì mình hãy thử. Chứ thật sự bây giờ nói chứ hàng ngày đi ra làm gặp nhiều người đối tác công việc, nhưng mà để gọi là cái người mà họ đang muốn gọi là để mà kết được với mình nó khó lắm chứ không dễ đâu. Dễ tôi lấy chồng lâu rồi, không phải tới ngồi đây giờ này đâu, đúng chưa? Một tỷ người đều nhìn nó trời các tường dễ sao ế được, quá trời người đúng không? Quá trời thì đúng rồi đó, nhưng mà quá trời, nhưng mà cái người có cái người nào mà của mình hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định. Cơ hội thì các tường đã mang tới, còn có lấy nó hay không, nắm bắt nó hay không, quyền của các bạn nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào cái trái tim này, chính giữa lòng trái tim nha. Đó. Nếu sau 3 tiếng đếm của các tường mà đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm, bấm. Không có quyền lấy tay ra, tùy các bạn.
Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha, cảm nhận từ nãy giờ, cảm nhận cái nắm tay, những cái nhìn nhau, những cái lời trò chuyện, suy nghĩ về hoàn cảnh của nhau, xem mình có thể nếu về chung một nhà có phù hợp hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, cái cảm xúc mới là cái quan trọng. 1 2 3. Sao nó không sáng? Bấm chưa có vô cái lỗ, tôi thấy bấm rồi. Tôi đã nói rồi, bấm vô cái vòng tròn ở chính giữa. Có nhiều người thấy cái nút sắt bên ngoài cứ bấm bấm cái vành không à, người ta nằm ở chính giữa. Rồi, nhưng mà dù sao thì là đôi đèn cũng cùng sáng á. Tôi cũng hết hồn chứ bộ. Mà suy tư cái gì mà bấm hơi chậm hơn anh bên này một chút. Bấm không trúng rồi, nhưng mà vấn đề là con bấm vẫn hơi chậm. Ba rồi. Rồi Bích. Em chưa bấm đúng không? Bích mới bấm chút nữa mới bấm. Lý do gì? Chia sẻ luôn cho Bích. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ vụ gì? Nói thiệt coi, suy nghĩ vụ gì? Em đang suy nghĩ, cho anh cái cơ hội. Em mà vẫn đang ngại về cái chuyện về là làm dâu phải không? Vì bỏ ra nhà của mình phải không? Nói chung là rất là nhiều thứ phải suy nghĩ chị ạ. Đúng rồi, chị cũng hiểu mà.